chuyện bị cáo cắn à, con, con cáo con cáo con cáo con cáo nó ập tới là... <laughs> dạ con cáo này hồi nãy là giàu sang ập tới bây giờ là cáo ập tới mà những cái con cáo này nó xuất hiện ngay ở trong tòa nhà quốc hội đó à, ngay trong tòa nhà quốc hội và một ông thượng nghị sĩ bị cắn nữa chứ ừ. bị cắn vào trong chân đó ông thượng nghị sĩ Amy prayer Ông bị cắn vào trong chân mà ông ông không có biết, có nghĩa là ông đi ở trong cái khuôn viên của tòa nhà quốc hội á, US Capitol. Ông đi thì ông cảm thấy ác rằng là ồ có cái gì đó nó giống như nó nó, nó đụng vô trong cái cái chân của ông á. Thì ông ông nhìn lại thì ông mới thấy cái con con cáo đó nó chạy đi. Thì sau đó ông vào thì ông thấy rằng là À, có nghĩa là nó cũng chưa có chảy máu à, cái cái quần của ông phía bên ngoài nó vẫn cũng chưa có rách nhưng mà à, có nghĩa là những cái vết đó chưa có thấy cái gì là nghiêm trọng nhưng mà người ta vẫn phải đưa ông đi chích ngừa chích bảy mũi bảy để... Đề phòng là bị bệnh dại đó Bảy mũi. À, Quý vị nên nhớ là khi mà bị à, Tất cả những cái, cái con chó, mèo, chuột gì cắn đó Là phải đi chích ngừa Cho dù rằng thấy là cái vết thương nó không nghiêm trọng Nhưng mà phải không có biết cái con Khi mà một cái con nó đã cắn à, người ta rồi à, Tức là nó đã không có bình thường rồi Rồi xong rồi họ nói là Ở trong ngày đó là họ thấy Có những cái con cáo xuất hiện ở đây à, Rồi có hình ảnh ra cho thấy rằng là người ta bắt đó con cáo nó chạy ngay trước cái thềm của tòa nhà quốc hội và yeah. hình ảnh ghi lại được rồi xong rồi cũng đã thấy được những cái nhân viên mà về thu uh, thu, uh, à. quản lý uh quản lý những cái con này đó họ đã bắt một cái con cáo ở trong lòng rồi à, và nhưng mà cái con này có phải là con đã cắn ông thượng nghị sĩ không thì họ không có xác định được nhưng mà nó làm cho người ta cảm thấy hơi bất an khi mà con cáo những con cáo xuất hiện ở đó à, thì cái con này có thể là trong uh, thời gian tới nó sẽ được cho đi uh, cho cho gì cho à, cho nó ngưng thở luôn <laughs> mình dùng cái từ nhẹ nhàng nhất là cho nó ngưng thở luôn là bởi vì nó đã cắn người thì hôm trước á thì mình nói cái chuyện là ở quanh cái khu vực lít đô sài gòn của mình là đã thấy bắt đầu xuất hiện những con gọi là con sói uh, sói sói, sói, đồng. sói đồng còn bây giờ đây là những cái con cáo à, con cáo hay con chồm thì người ta chồm cáo thì có người gọi là chồm có người gọi cáo còn kia là những con sói thì càng ngày thì những con này khi mà uh, người ta gọi là cái ờ uh, biến đổi khí hậu đó có những cái thay đổi về môi sinh à, thời tiết nè, rồi về cái chuyện mà con người bắt đầu à, chiếm nhiều hơn những cái nơi dành vốn dành cho à, những cái con thú đó thì bắt đầu nó xuất hiện vào trong những cái nơi mà mình không ngờ mà ngay cả tòa nhà quốc hội nó cũng xuất hiện và cắn người ta ngay tại đó